từ nguồn ngân sách hỗ trợ của cấp trên và sự đóng góp của người dân, thị trấn Xuân An đã triển khai giải thảm nhựa 2 km đường bê tông trên địa bàn. Đợt này, thị trấn Xuân An giải thảm nhựa 8 tuyến đường tại các tổ dân phố 3, 4, 6, 7, 8B và 11. Kinh phí thực hiện khoảng 3,4 tỷ đồng bằng nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện và thị trấn. Trong đó, nhân dân đóng góp gần 700 triệu đồng. Các tuyến đường được thiết kế có độ dày 5cm, chiều rộng tối thiểu 3,5m. Như vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, thị trấn Xuân An đã tiến hành giải thảm nhựa tổng hơn 3 km đường giao thông với kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân tham gia đóng góp hơn 1 tỷ đồng.